Xin chào các bạn. Ở video này thì dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc xin chia sẻ với các bạn cái thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 4.6.5 đáp ứng cái thông tư 80. Thì đây chính là cái thông báo nâng cấp cái phiên bản là HTKK 4.6.5 này. Các bạn có thể vào cái trang của Tổng cục Thuế để xem cái thông báo này. Thì đây chính là cái nội dung thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 4.6.5 đáp ứng nghị thông tư 80 năm 2021 và có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2022. Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 4.6.5 đáp ứng nghị thông tư 80 của Bộ Tài chính ngày 29 tháng 9 năm 2021, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126 năm 2020, Nghị định Chính phủ ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau. Đó là nâng cấp các mẫu biểu tờ khai theo lần phát sinh, đáp ứng theo cái thông tư 80 năm 2021, thông tư của Bộ Tài chính và có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2022, bao gồm tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu 04 GTGT và mẫu 05 GTGT, tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02 thu nhập doanh nghiệp và mẫu 04 thu nhập doanh nghiệp, mẫu 05 thu nhập doanh nghiệp, mẫu 06 thu nhập doanh nghiệp. Tiếp theo là tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 101 tiêu thụ đặc biệt, 102 tiêu thụ đặc biệt, tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu 01 tài nguyên, tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 04 tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01 phí bảo vệ môi trường, tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01 nhà thầu nước ngoài, tờ khai mẫu tờ khai dầu khí mẫu 03, các tờ khai cổ tức lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Đáng chú ý là có cái tờ khai lệ phí môn bài sẽ áp dụng theo cái thông tư 80, đó là tờ khai lệ phí môn bài theo cái mẫu 01 lệ phí môn bài này, áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 và bãi bỏ cái mẫu 01 môn bài theo cái Nghị định số 139 năm 2016. Như vậy là từ năm 2022 mà khi mà các bạn là doanh nghiệp mới thành lập mà các bạn là nộp cái tờ khai lệ phí môn bài này thì các bạn áp dụng theo cái phụ lục mẫu 01 phụ lục môn bài này theo cái thông tư 80. Và các bạn tải cái phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 4.6.5 này về để kê khai cái tờ khai lệ phí môn bài. Và như vậy là vừa rồi là dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc đã chia sẻ với các bạn cái thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 4.6.5 đáp ứng cái thông tư 80 năm 2021. Đáng chú ý là có cái tờ khai lệ phí môn bài sẽ áp dụng bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 theo cái thông tư 80 này. Đó là cái mẫu 01 phụ lục môn bài và bãi bỏ cái phụ lục 01 môn bài của nghị định số 139 năm 2016. Và bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 khi nộp hồ sơ khai thuế liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên thì tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.5 thay cho các phần phiên bản trước đây. Và tổ chức cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng qua HTKK tại địa chỉ gtt.gov.hotrợkêkhai này. Hoặc là các bạn cũng có thể vào cái trang thuế điện tử này, vào trang thuế điện tử, xong nó vào doanh nghiệp đây, vào cái chỗ HTKK này. Đây các bạn sẽ thấy cái phiên bản là ngày 3 tháng 1 năm 2022 này, phiên bản là 4.6.5. Đây là cái tải bộ cài, các bạn tải cái bộ cài file zip này về để các bạn cài đặt. Ở đây là cái hướng dẫn cài đặt. Và như vậy là vừa rồi dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc đã chia sẻ với các bạn là cái thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK 4.6.5. Các bạn xem video, nếu thấy video hay hữu ích các bạn vui lòng đăng ký kênh, nhấn like, nhấn chuông để nhận được những chia sẻ tiếp theo.